Anh là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học Việt Nam, người sáng lập ứng dụng hướng nghiệp Jobway, kết hợp giữa khoa học tâm lý, hướng nghiệp và nền công nghệ 4.0 hoàn toàn miễn phí. Ứng dụng này được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục Đào tạo trao tặng giải thưởng tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020. Năm 2022, ứng dụng này tiếp tục đạt giải đặc biệt của giải gây quỹ Startup 2022. Ứng dụng với thông điệp ý nghĩa, không để người trẻ đơn độc trên con đường nghề nghiệp. Đó chính là tâm huyết và khát vọng, là cả thanh xuân của nhà sáng lập tiến sĩ tâm lý học Đào Lê Hòa An. Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Trò chuyện cuối tuần. Tôi là Thanh Long. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật vô cùng đặc biệt, tiến sĩ tâm lý học Đào Lê Hòa An. Xin chào anh Hòa An đến với chương trình Trò chuyện cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Xin gửi lời chào đến Thanh Long cũng như tất cả quý vị khán giả đang đón xem chương trình Trò chuyện cuối tuần. Và hy vọng là cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ mang đến rất là nhiều những câu chuyện thú vị và bổ ích cho quý vị khán giả. Xuất phát từ đâu mà anh lại có cái ý tưởng đó là sáng lập nên cái ứng dụng Jobway rất là hữu ích cho các bạn học sinh sinh viên ạ? Thông qua hơn 15 năm làm trong cái công tác và định hướng nghề nghiệp, tôi cũng đã đi rất là nhiều ở các tỉnh thành ở Việt Nam, đến với từng trường, từng lớp. Vâng. Thì tôi mới phát hiện ra là cái nỗi đau của các bạn đó là các bạn không biết lựa chọn như thế nào. Vâng. Và do đó thì các bạn có thể lựa chọn sai. Với những cái tâm huyết đó thì tôi mong muốn rằng là từng bạn trẻ Việt Nam của chúng ta sẽ phải có một cái công cụ nào đó để giúp cho các bạn định hướng, luôn luôn là người bạn lắng nghe các bạn, có những chuyên gia đồng hành với các bạn trên cái con đường lựa chọn, cái con đường nghề nghiệp của các bạn. Và năm 2019 thì ứng dụng Jobway ra đời với rất là nhiều tâm huyết của tiến sĩ Đào Lê Hòa An cùng với các cộng sự của mình ạ. Vậy thì từ cái thời điểm mới bắt đầu và sau này thì anh đã gặp phải những cái khó khăn như thế nào ạ? Chúng tôi đang hướng đến là định hướng về ước mơ, về nghề nghiệp. Thì rõ ràng đó cũng là một trong những cái lĩnh vực rất là khó để mà thấu hiểu một cá nhân, một con người nào đó, và đó ảnh hưởng đến cả tương lai của các bạn. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố về nguồn kinh phí, tài chính ở đâu để mà chúng ta có thể gọi là chuyển đổi số những cái nội dung lên trên một cái nền tảng rất là hiện đại và có thể cài đặt vào trong chiếc điện thoại của tất cả các bạn. Rồi bên cạnh đó thì đội ngũ chuyên gia là những người như thế nào, có tâm huyết hay không để mà cùng đồng hành. Tất cả rất là nhiều những yếu tố khó khăn nó mang đến, và tôi cũng nhận ra điều đó chính là những cái thử thách mà chúng ta cũng sẽ vượt qua. Khởi nghiệp với một cái ứng dụng mới đúng không ạ? Mà đặc biệt đây lại là một cái ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Thì Thanh Long có được biết thêm một cái câu chuyện về tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, đó là anh đã phải bán đi 3 cây vàng cưới của mình để quyết định là lập nên cái ứng dụng này ạ. Chúng tôi nghĩ rằng là đã chấp một cái viên gạch về cái ước mơ của các bạn thì đó cũng là những cái niềm hạnh phúc khi mà cái giá trị mà Jobway mang lại và hiểu được những cái giá trị đó, thì tất cả những cái thành viên sáng lập trên Jobway đều đồng lòng để xây dựng. Có lẽ là đâu đó thì cũng có những cái bạn trẻ khi mà hỏi là ước mơ sau này của em là gì thì các bạn đấy cũng đang rất là mơ hồ trong cái ước mơ của mình. Nhưng có thể khi mà các bạn đến với Jobway sẽ có rất là nhiều những cái gợi ý, những cái giấc mơ của những người khác, có thể từ câu chuyện của những người khác, nhưng mà họ sẽ cảm thấy là nó phù hợp với chính bản thân của mình, đúng không anh? Rất là chính xác. Và cái Jobway bắt đầu nó điều hướng lại và cung cấp cho các bạn những cái kiến thức rất là khoa học trong cái câu chuyện là các bạn là ai, các bạn có những cái tố chất gì và các bạn phù hợp với những cái nhóm ngành nghề nào. Nên khi ứng dụng Jobway ra đời, chúng tôi muốn điều hướng lại cái tư duy cũng như suy nghĩ của các bạn. Đầu tiên hết là các bạn phải xác định chính xác cái thế mạnh của mình đã. Và thứ hai là các bạn phải xác định cái công việc, vị trí công việc và nghề nghiệp thực sự phù hợp với những khả năng sở thích của các bạn là gì. Rồi sau đó chúng ta mới tiếp tục là lựa chọn cái ngành học để chúng ta có thể ra làm cái nghề đó. Và cuối cùng mới là chọn trường phù hợp với lại khả năng học tập của mình. Vâng, trong cái thời đại công nghệ thông tin như hiện nay thì chúng ta thấy có rất là nhiều ứng dụng. Vậy thì cái sự khác biệt lớn nhất của Jobway theo anh đó là gì ạ? Với Jobway chúng tôi định hình là chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành với các bạn trên cái hành trình và trên cái con đường nghề nghiệp của các bạn. Jobway sẽ giúp các bạn thấu hiểu bản thân thông qua những cái bài trắc nghiệm tính cách nghề nghiệp một cách rất là khoa học, đã được công nhận trên toàn thế giới. Và thông qua đó thì hoàn toàn các bạn cũng sẽ
thực sự thấu hiểu về bản thân mình và lựa chọn được một cái hướng đi cho tương lai. Rồi trong một lúc nào đó các bạn cũng hoang mang, lo lắng thì tiếp tục Jobway vẫn tiếp tục đồng hành với các bạn thông qua những cái sự tương tác với lại các chuyên gia. Như vậy thì cũng tạo ra một cái hệ sinh thái mà ở đó thì các bạn học sinh của chúng ta nhận thấy được cái sự ấm áp, nhận thấy được là các bạn luôn luôn có cái người đồng hành và lắng nghe các bạn trên cái hành trình, trên cái con đường nghề nghiệp của mình. Là diễn giả của nhiều diễn đàn dành cho giới trẻ, gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, huấn luyện hàng trăm nghìn học viên mỗi năm, tiến sĩ tâm lý học Đào Lê Hòa An đã truyền cảm hứng khởi nghiệp cho hàng triệu thế hệ trẻ trên con đường phát triển bản thân. Thanh Long đang tò mò, không biết là tại cái thời điểm đó tại sao anh lại lựa chọn cái ngành học là tâm lý học? Tôi rất là đam mê về cái ngành là giáo viên. Nhưng mà khi xét lại còn có một cái sở thích là đam mê là thích đi đây đi đó nhiều nơi. Và nếu như lựa chọn là giáo viên thì chắc có lẽ phải cố định ở một cái ngôi trường nào đó. Trong trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có cái ngành gì mà nó bao quát được các ngành cũng là phải là sư phạm. Thì lúc đó anh mới phát hiện ra là như vậy có cái ngành đó là ngành tâm lý giáo dục tại thời điểm đó. Và may quá Thanh Long, tại thời điểm đó thì anh mới phát hiện ra là có một người thầy thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và rất nổi tiếng, và bây giờ là giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, là hiệu trưởng của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh mới nói thầy nổi tiếng quá và thầy là lĩnh vực về tâm lý học, và lúc này anh quyết tâm là tiếp cận và đăng ký những cái khóa học của thầy ở nhà văn hóa thanh niên ở một số nơi. Tại thời điểm đó là mới 12 thôi, là vẫn chưa tốt nghiệp đó. Đó thì xem thử coi như thế nào, người thầy này như thế nào. Và anh nhận ra được đây chính là cái người có thể dẫn dắt mình, là cái con đường mình sẽ đi. Và lúc này mình tự tin hơn trong cái việc là chúng ta quyết định lựa chọn cái ngành học và cái nghề nghiệp. Như vậy là cái câu chuyện mà anh lựa chọn cái ngành tâm lý học, đấy là một cái sự lựa chọn hoàn toàn nó xuất phát từ anh đúng không ạ? Không phải là một cái sự định hướng của bố mẹ hay là chịu tác động ảnh hưởng của một ai đó. Vậy thì ngày hôm nay chuyên gia có thể chia sẻ cho các bạn một chút là tức là chúng ta sẽ có những cách như thế nào để chúng ta thực sự khai mở được cái mong muốn của mình hay là khai mở được những cái khát khao của mình để các bạn sẽ hướng về bên trong của mình nhiều hơn. Đó thì cái thứ nhất á, cái câu mà anh cũng thường chia sẻ với các bạn á, là bạn chính là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề. Và cái thứ hai á, là những câu hỏi sẽ giúp cho các bạn có thể là gì ạ, định hướng được những cái điều thực sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Ví dụ như trên một cái đoàn tàu chúng ta đi thì bạn hãy xếp những cái người mà có cái sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta lên từng cái toa tàu một. Và trên cái hành trình của chuyến tàu đó đó thì sẽ có những người sẽ bước xuống rời bỏ chúng ta, và cũng sẽ có những người bước lên cùng với chúng ta trên toa tàu này. Vậy họ là ai và vì sao như vậy, đúng không ạ? Thì những cái bài tập, những cái câu hỏi sẽ giúp cho các bạn bắt đầu định vị được quý trọng hơn cái giá trị trong cái cuộc sống và yêu thương hơn với chính bản thân của mình và mọi người, và đặc biệt đó là biết ơn những gì mà các bạn đang có. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng mà chúng ta sống đúng, sống đủ thì một cuộc đời thôi cũng đã là rất ý nghĩa rồi. Và có những cái sự lựa chọn rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến với cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải quyết định thật kỹ trong những sự lựa chọn đó. Đó là năm cái sự lựa chọn sau đây. Thứ nhất á, là chọn bạn mà chơi. Thứ hai á, là chọn thầy để học. Thứ ba đó là chọn việc để làm. Thứ tư là chọn người để lấy. Và thứ năm đó là chọn lẽ để sống. Thì năm cái sự lựa chọn này, nếu như chúng ta phải thật sự là lựa kỹ, chọn phù hợp, tất cả những sự chọn đều có sự ảnh hưởng đến với cuộc đời của mình. Theo tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An ạ, chúng ta sẽ có những cái yếu tố quan trọng như thế nào trước khi mà các bạn đưa ra một quyết định lựa chọn nghề nghiệp ạ? Trước khi chúng ta đưa ra bất kỳ một quyết định nào thì chúng ta phải có dữ liệu đầu vào. Đúng không ạ? Dữ liệu đầu vào đủ tốt thì chúng ta mới có được cái quyết định là nó thật sự phù hợp. Vậy cái dữ liệu đầu vào như thế nào để chúng ta trả lời được cho câu hỏi là chúng ta nên lựa chọn nghề nghiệp ra sao, thì nó có đến 4 yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất như chúng ta đã trình bày lúc ban đầu, đó chính là bạn có cái khả năng gì nhất, năng lực của bạn là gì. Yếu tố thứ hai đó là cái sở thích và niềm đam mê của bạn. Ở đây có nhiều bạn bị lầm tưởng sở thích, đam mê và khả năng, năng lực. Và cái thứ ba đó chính là cái nhu cầu xã hội đối với lại cái lĩnh vực nghề nghiệp mà mình lựa chọn, đó là thông tin dự báo nhu cầu thị trường lao động trong tương lai.
Và cái thứ tư là cái công việc đó đó nó có đáp ứng được những cái lẽ sống của mình hay không. Đó thì sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố, và rõ ràng bốn yếu tố đó là yếu tố rất quan trọng. Trước khi chúng ta quyết định lựa chọn thì chúng ta phải trả lời được cho từng yếu tố này. Với tinh thần không ngừng học hỏi, tiến sĩ Đào Lê Hòa An luôn cập nhật và nghiên cứu thấu đáo mọi vấn đề, nắm bắt tâm lý tiếp nhận của từng lứa tuổi để đưa vào những bài giảng của mình một cách dễ hiểu, đạt hiệu quả cao nhất và mang nhiều thông điệp ý nghĩa cho mọi người. Thầy dạy rất là dễ hiểu, giúp cho mình hiểu về gia đình, hiểu về con, và sẽ giúp mình thảo gỡ được rất là nhiều điều trong cuộc sống và gia đình. Thầy chỉ nói vài ba câu thôi là mình đã dễ hiểu rồi, cho nên là rất là giá trị, trao dồi cho mình rất là nhiều kiến thức để nuôi dạy con, và cho nên là mọi phụ huynh hãy cố gắng tiếp thu kiến thức hàng ngày để mình nuôi dạy con một cách tốt nhất. Cùng quá đấy thì mình nhận ra cái chúng trong cái điểm khuất mà mình nuôi dạy con, đó là mình chưa hiểu con và mình đặt ra những cái ngoài cái khả năng của con, đặc biệt là tôn trọng cái đam mê và sở thích cũng như là cái điểm mạnh của con. Là một người hài hước, lịch lãm, lối dẫn dắt duyên dáng, thấu hiểu và đầy chiều sâu, tiến sĩ Đào Lê Hòa An đã truyền cảm hứng khởi nghiệp cho những người trẻ, lan tỏa những bài học giá trị về hôn nhân, về cách dạy dỗ con cái, về nghị lực sống và kỹ năng phát triển bản thân. Chúng ta sẽ tiếp tục ở lĩnh vực tâm lý nhưng mà lại ở một cái chủ đề nó phạm vi nó rộng hơn ạ. Đó chính là tâm lý ở trong gia đình. Thì anh nhận thấy rằng là cái vấn đề cốt lõi trong mỗi gia đình, cái vướng mắc mà chúng ta hay gặp phải nhất đó là gì ạ? Với cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì chúng ta thấy là cái sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình nó bắt đầu lỏng lẻo hơn. Thiết bị thông minh bắt đầu được chèn vào trong cuộc sống gia đình. Chúng ta đi chơi cùng nhau nhưng mà mỗi người lại nhìn vào điện thoại và đang sống với lại cái thế giới của mình. Đấy. Và cha mẹ thì không hiểu con cái với sự phát triển của con. Rồi đôi khi thì vợ chồng thì không hiểu nhau về tính chất công việc, rất là nhiều yếu tố. Thì cái quan trọng, cái cốt lõi đó chính là cái sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Và nếu như nó có một cái sự đứt gãy hoặc mất kết nối thì nó cũng sẽ là một cái vấn đề mà cũng cần nhận được cái sự đồng hành và hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý. Nếu như nói Job Way là một trong những cái tâm huyết lớn trong cuộc đời của anh đúng không ạ? Vậy thì Thanh Long đang rất là tò mò rằng là sắp tới đây chuyên gia tâm lý của chúng ta sẽ có những cái sự phát triển nghề nghiệp như thế nào, hay là sẽ có những cái sản phẩm như thế nào có thể phục vụ cho nhiều người hơn? Thật sự cái người mà đang có những cái sự tác động rất là lớn đối với lại các bạn học sinh của mình thì đó chính là cha mẹ. Và thông thường thì chúng ta hay có những cái khóa học liên quan đến câu chuyện đó là cha mẹ giáo dục con như thế nào, theo phong cách nào. Nhưng mà chúng ta lại quên đi cái việc là chăm sóc sức khỏe tinh thần dành cho chính quý vị phụ huynh. Nên sắp tới thì anh cũng sẽ có những cái dự án. Ví dụ sẽ xuất bản một cái quyển sách dành cho cha mẹ. Và cũng sẽ có những cái khóa học online đã được đóng gói để mà cha mẹ có thể thực hành, có những bài tập để làm sao đó thì có thể hướng dẫn và giáo dục cho con của mình. Và chắc chắn là với cái xu hướng chuyển đổi số thì việc tập hợp những cái đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm cũng như là có uy tín về mặt tâm lý học cũng sẽ tham gia trong cái cộng đồng, để từ đó thì chúng ta có được những cái giải pháp từ xa đối với là những ai đang thật sự là cần được nâng đỡ về cảm xúc. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia tâm lý tiến sĩ Đào Lê Hòa An trong chương trình hôm nay. Và Thanh Long nghĩ rằng là cuộc trò chuyện của chúng ta mặc dù trôi qua rất là nhanh nhưng mà quý vị khán giả chắc chắn cũng đã có cho mình những cái giải pháp để giúp tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống của gia đình mình đúng không ạ? Xin được chúc anh sẽ ngày càng khỏe mạnh và cái nguồn năng lượng vẫn luôn luôn dồi dào để tiếp tục chúng ta truyền cảm hứng đến với tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn Thanh Long, xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình trò chuyện cuối tuần cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.